Sâu sâu trong rừng thẳm có một ngôi làng, ngôi làng của những xì trâm vui vẻ và hạnh phúc, và đặc biệt có một xì trâm ngọt ngào, đẹp trai. Với chất giọng trầm bổng, người mà mỗi lời nói... Thôi nào, đi kể chuyện, đủ rồi đó. Dạ, được rồi. Nhưng cách đó không bao xa, gã phù thủy độc ác Gà Mên, kẻ luôn lên kế hoạch cho những điều ác độc. Ta đang sáng chế ra một thứ có thể giúp ta bắt được hết lũ xì trùm. Ta sẽ gọi chúng là các tí hư. Chúng ta đang ở đâu vậy trời? Thành công rồi. Gần xong rồi. Hãng Sony Feature Animation trân trọng giới thiệu các tí hư tấn công. Đây là kế hoạch của ta, làm cho tí cô nương trở nên hư giống như chúng ta. Cô ấy sẽ thấy rất vui và sẽ không quay trở về. Ôi trời, đỡ tôi với. Đừng lo, tí cô nương sẽ không bao giờ hư đâu. Tại sao chúng ta lại đi chậm như vậy? Nhanh lên nào. Hư quá. Như vậy mà không vui hả? Không có vui chút nào. Xì trùm. Hai. Xì trùm. Các bạn, tôi chỉ xì trùm một chút thôi mà. Đó quả là một ấn tượng khó phai.